đến cái ngôi chùa Bình Sơn trên núi để tham quan, thì cũng trùng với cái ngày viên tịch của hòa thượng nơi đây, thì cũng sẵn đấy mình ghi lại một số cái hình ảnh của ngôi chùa và cái lễ viên tịch của hòa thượng. Thì ngôi chùa cũng mới được xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện. Khung cảnh cũng rất là trang nghiêm, thú vị. Đây là ảnh của các vị ở trong trong những cái bộ kinh. Đây là cái ngôi chánh điện của chùa, được trang trí cái tôn tượng của Đức Thánh Sư Thích Ca. Thì cái chánh điện được trang trí rất là trang nghiêm. Tôn tượng của các ngài rất là đẹp. Phía sau là cái nơi hành lễ.
đang dùng cái món bún tương của chùa đó. Đây ông bạn mình ông ăn gạo lứt muối mè đây quý vị ơi, đó gạo lứt muối mè đây đó, anh bạn mình ăn được cũng được 2 tháng mấy rồi đó. Đó. Đó bây giờ mời quý vị và các bạn dùng tương, dùng bún tương ở ở chùa chùa Bình Sơn ở núi Cấm, Thiên Cấm Sơn. Đó, quan cảnh xung quanh quý thầy quý Phật tử tới để mà dùng cái bữa điểm tâm sáng. Ở ngoài trời đang mưa. Hình cảnh rất trang nghiêm. Nhà ăn quý cô chuẩn bị món bún cho Phật tử tới để viếng thầy. Những món chuẩn bị sẵn rất là sạch sẽ.